Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thắng vừa tổ chức buổi truyền thông về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và ra mắt mô hình xây dựng gia đình năm có ba sạch. Tại đây các chị em được nghe lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chia sẻ nội dung về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nội dung chính của các tiêu chí trong thực hiện xây dựng mô hình gia đình năm có ba sạch với tiêu chí gia đình năm có là có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa. Ba sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Dịp này, xã Xuân Thắng tổ chức lễ ra mắt mô hình xây dựng gia đình năm có ba sạch cho bốn ấp.